Phạm Vinh và Triệu Ngân. Xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay Chủ nhật 29 đây tháng 9 năm 2024. Phạm Vinh và Triệu Ngân xin kính chúc quý vị và các bạn một cuối tuần nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và dự báo thời tiết. Tỷ phú Elon Musk phủ nhận tin đồn có tình cảm với Thủ tướng Italia. Học sinh trung học Westminster thu hoạch hàng ngàn trái dưa hấu cho ngân hàng thực phẩm Oxy. Xa lộ Pacific Coast ở Malibu chính thức sẽ lắp đặt camera tốc độ sau nhiều năm xảy ra tai nạn chết người. Cảnh sát đang truy tìm tên trộm đã đánh cắp chiếc Chevy Corvette cổ điển của West LA. OpenAI muốn tăng gấp đôi chi phí ghi danh ChatGPT Plus trong 5 năm tới. Hiệu cà phê của nữ chủ nhân gốc Việt phân phối cho 400 siêu thị Albertsons ở Mỹ. Một vụ hỏa hoạn khiến cho nhà máy sản xuất iPhone tại Ấn Độ phải ngưng hoạt động. 5 lợi ích của vitamin C đối với sức khỏe. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức trên kênh YouTube Vinh Channel. Vừa rồi là phần tin chính trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Tỷ phú Elon Musk phủ nhận tin đồn có tình cảm với Thủ tướng Italia. Elon Musk, nhà tỷ phú công nghệ Mỹ vừa khẳng định ông không có quan hệ tình cảm lãng mạn gì với Thủ tướng Italia Giorgia Meloni. Hôm 26 tháng 9 theo The Hill, tỷ phú Elon Musk đã phủ nhận các tin đồn tình cảm giữa ông và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni. Những đồn đoán về mối quan hệ lãng mạn giữa hai người bắt đầu xuất hiện sau khi tỷ phú Mỹ ca ngợi bà Meloni tại một sự kiện ở New York hồi đầu tuần này. Tôi đến dự sự kiện đó với mẹ của mình. Tôi không có quan hệ tình cảm hay bất cứ thứ gì tương tự với Thủ tướng Meloni, ông Musk cho biết. Truyền thông Mỹ cho biết tỷ phú công nghệ Mỹ là người trao tặng Thủ tướng Italia giải thưởng công dân toàn cầu của Tổ chức Tư vấn Hội đồng Đại Tây Dương. Một bức ảnh khi ông Musk và bà Meloni ngồi cùng bàn ăn tối sau đó cũng đã được công bố. Học sinh trung học Westminster thu hoạch hàng ngàn trái dưa hấu do ngân hàng thực phẩm Oxy. Tin từ Westminster, California, hôm thứ Sáu 27 tây tháng 9, học sinh trung học Westminster High School, WHS, đã thu hoạch hàng ngàn trái dưa hấu trồng sau trường để tặng cho ngân hàng thực phẩm Oxy, theo nhật báo The Orange County Register. Các em chia thành hai nhóm, mỗi nhóm khoảng 1.200 học sinh. Các em đi bộ ra cánh đồng The Giving Farm phía sau trường nơi hàng ngàn trái dưa hấu đang chờ hái và bỏ vào những cái thùng lớn. Các em đi qua luống dưa hấu, thu hoạch dưa trong trật tự và chỉ mất vài phút. Mỗi em hái một trái, ôm đi vài trăm phút tới bỏ vào thùng rồi dừng lại nhận phần thưởng là miếng dưa hấu tươi mới cắt mọng nước. Hiệu trưởng trường Westminster High School, bà Amy Sabon mặc quần jean cao bồi, giày bút và đội nón, đứng chờ bên rìa cánh đồng để chụp hình cho học sinh và vài giáo viên khệ nệ ôm dưa hấu. Ngoài những buổi thu hoạch rau quả đã trở thành truyền thống của WHS, cánh đồng The Griffin Farm rộng 8 mẫu này còn cho học sinh cơ hội hỏi về làm nông nghiệp ở thành thị và dinh dưỡng, cũng như về hoạt động của ngân hàng thực phẩm Oxy. Xa lộ Pacific Coast ở Malibu chính thức sẽ lắp camera tốc độ sau nhiều năm xảy ra tai nạn chết người. Thống đốc Gavin Newsom đã ký điều luật vào thứ Sáu cho phép Malibu lắp đặt 5 camera tốc độ dọc theo đường xa lộ bờ biển Thái Bình Dương. Hơn 60 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn chết người trên đoạn xa lộ này kể từ năm 2010, và dự luật này nhằm mục đích tăng cường sự an toàn của PCH. Dự luật được gọi là SB1297 sẽ lắp đặt camera tốc độ dọc theo đoạn đường PCH dài 21 dặm để nhắm mục tiêu vào phạt những người lái xe chạy quá tốc độ gây nguy hiểm cho người khác. Hội đồng thành phố Malibu đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương vào tháng 11 năm 2023 để giải quyết rủi ro an toàn công cộng do tài xế lái xe quá tốc độ gây ra, thúc đẩy CHP tăng cường thực thi. Hội đồng thành phố Malibu phải phê duyệt một kế hoạch đảm bảo việc triển khai chương trình camera đáp ứng được sự tuân thủ theo quy định. Luật mới có hiệu lực vào tháng 1. Từ đây cho đến ngày đó,
người dân vẫn đang kêu gọi tài xế hãy giảm tốc độ. Cảnh sát đang truy tìm tên trộm đã đánh cắp chiếc Chevy Corvette cổ điển ở West Los Angeles. Theo cảnh sát Los Angeles, vụ trộm xảy ra vào ngày 4 tháng 9 tại bãi đậu xe của một tòa nhà thương mại ở khu 12200 West Olympic Boulevard. Vào khoảng 8 giờ 40 tối, nghi phạm nam đã vào ra ga ngầm và đã phát hiện ra chiếc Corvette của chủ nhà đang đậu. Cửa xe không khóa nên anh ta có thể nhanh chóng vào trong và lái xe đi. Nghi phạm được mô tả là một người đàn ông da trắng, từ 25 đến 30 tuổi, cao khoảng 6 feet và lần cuối được nhìn thấy mặc áo phông xám, quần short tối màu, giày xám trắng và đeo backpack. Anh ta cũng được nhìn thấy đang mang theo một chiếc ván trượt. Chiếc xe bị đánh cắp là xe Chevrolet Corvette màu xanh nhạt đời 1958 với biển số Rose Island 1KJ358. Các thám tử đã công bố hình ảnh người đàn ông được ghi lại từ camera giám sát với hy vọng có người nhận ra anh ta. Bất kỳ ai có thông tin được khuyến khích gọi cho LAPD Auto Detective theo số 310-444-1503. Công chúng cũng có thể gọi cho LAPD theo số 1877-527-3247. OpenAI muốn tăng gấp đôi chi phí ghi danh ChatGPT Plus trong 5 năm tới. Theo The New York Times, OpenAI đang có kế hoạch tăng dần dịch vụ ChatGPT Plus trong vòng 5 năm tới. Hiện gói ghi danh đang ở mức $20 cho một tháng. Trong tài liệu nội bộ gửi đến các nhà đầu tư, OpenAI dự định tăng giá ChatGPT Plus lên mức $22 mỗi tháng vào cuối năm nay. Đến năm 2029, sẽ tăng dần và đạt đến $44 mỗi tháng. Hiện công ty Apple có kế hoạch bổ sung hỗ trợ ChatGPT vào Siri ở bản cập nhật iOS 18.2, dù sẽ không yêu cầu người dùng phải có tài khoản OpenAI hay ghi danh trả phí. Nhưng việc đăng nhập sẽ mở ra những khả năng mới trong hệ điều hành của táo khuyết. Song song đó, OpenAI cũng đang muốn huy động $7 tỷ, nâng giá trị của công ty lên đến $150 tỷ. Apple được đồn đoán là sẽ tham gia vòng gọi vốn này, nhưng sau đó đã rút khỏi các cuộc đàm phán. Tính đến tháng 8 năm 2024, doanh thu hàng tháng của OpenAI đã đạt được $300 triệu, đưa tổng doanh thu dự kiến năm nay là $3.7 tỷ. Mặc dù doanh thu cao, OpenAI dự kiến vẫn lỗ khoảng $5 tỷ do sự tốn kém trong phát triển hệ thống AI. Vì vậy, công ty được cho là sẽ tiếp tục huy động vốn để duy trì các hoạt động của họ. Hiệu cà phê của nữ chủ nhân gốc Việt phân phối cho 400 siêu thị Albertsons ở Mỹ. Tin từ Brooklyn, New York, vừa kịp mừng ngày cà phê quốc gia vào Chủ nhật 29 tháng 9. Công ty sản xuất cà phê rang xay và cà phê pha sẵn tại Hoa Kỳ, Nguyên Coffee Supply vừa ký kết một thỏa thuận phân phối cà phê đóng gói cho hơn 400 ngôi chợ Albertsons trên khắp nước Mỹ. Theo tin tức từ World Coffee Portal, Albertsons đặt trụ sở tại Idaho sẽ cung ứng 3 loại cà phê nguyên hạt của Nguyên Coffee Supply: True Grit, cà phê Robusta 100% xuất xứ từ Việt Nam; Mossy, loại cà phê Arabica cũng được trồng 100% tại Việt Nam; và Loyalty, pha trộn cả hai loại. Với kinh nghiệm là một công ty sản xuất cà phê Robusta rang xay, Nguyên Coffee Supply vận hành theo mô hình thương mại trực tiếp với nhà nông trồng cà phê tại Việt Nam, được chế biến trước khi vận chuyển tới nhà máy rang xay đặt tại Brooklyn, New York. Thành lập tại New York năm 2018, Nguyên Coffee Supply đang cung ứng cà phê tại hơn 2.500 địa điểm bán lẻ tại Hoa Kỳ, gồm có Target, Sprout Farmer Market, Whole Food Market, Growers và ứng dụng giao hàng GoBuff. Nguyên Coffee Supply cũng giao hàng quốc tế ở Úc, Canada, Pháp, Đức, Ái Nhĩ Lan, Singapore và Vương quốc Anh. Một vụ hỏa hoạn khiến nhà máy sản xuất iPhone tại Ấn Độ phải ngưng hoạt động. Ngày 28 tháng 9, hỏa hoạn đã khiến nhà máy lớn của tập đoàn Tata Electronics tại miền nam Ấn Độ đã phải tạm dừng hoạt động trong lúc lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực kiểm soát đám cháy. Lửa đã bùng lên từ buổi sáng tại khu vực dùng để chứa hóa chất. Vụ cháy khiến cho một tòa nhà trong nhà máy bị sập, song không ghi nhận thương vong.
truyền thông Ấn Độ đã đưa tin hơn 10 xe cứu hỏa, cứu hộ đang tham gia vào nỗ lực dập lửa. Người phát ngôn của Tata Electronics nêu rõ vụ việc xảy ra tại nhà máy ở Hosur, Tamil Nadu. Đây là nhà máy chuyên sản xuất điện thoại thông minh iPhone của Apple. Các quy trình khẩn cấp tại nhà máy đã giúp đảm bảo an toàn cho tất cả nhân viên. Hoạt động sản xuất đã tạm dừng và nhân viên được cho về nhà. Theo người phát ngôn cho biết, vụ hỏa hoạn có liên quan đến hóa chất. Trong thông báo, Tata Electronics khẳng định đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và triển khai các bước cần thiết nhằm đảm bảo lợi ích của nhân viên và các bên liên quan khác. Nhà chức trách cũng đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân hỏa hoạn. Việc tiếp cận hiện trường là không thể do lối vào đã bị phá hủy và phải mất một ngày để khu vực này hạ nhiệt. Sau đây là mục sức khỏe cho mọi người. 5 lợi ích của vitamin C đối với sức khỏe. Vitamin C tan trong nước là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào, hỗ trợ chữa lành vết thương, duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Theo Y tế Quốc gia Mỹ, NIH, lượng vitamin C cần thiết cho nam giới trưởng thành là 90mg, nữ giới khoảng 75mg, người đang mang thai nên có 85mg mỗi ngày. Dưới đây là những vai trò của vitamin đối với cơ thể. Chống lại tổn thương tế bào và bệnh tật, vitamin C là chất chống oxy hóa có trong một số loại thực phẩm. Nhiệm vụ chính của chất chống oxy hóa là bảo vệ cơ thể khỏi sự gây hại cho tế bào. Stress oxy hóa làm tăng các dấu hiệu lão hóa. Sự tích tụ các gốc tự do có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư, viêm khớp. Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương liên quan đến gốc tự do. Tốt cho mắt, chất chống oxy hóa này có tác dụng ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể và làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng do tuổi tác AMD, thường ảnh hưởng tới người từ 60 tuổi trở lên. Quá trình tiến triển AMD thường rất chậm, khiến cho người bệnh khó nhận ra sự thay đổi của thị lực. Cải thiện hấp thụ sắt, ăn thực phẩm giàu vitamin C có tác dụng tăng cường hấp thu sắt. Chất này giữ sắt không phải hem và lưu trữ ở dạng mà cơ thể dễ dàng hấp thụ. Ví dụ, bạn ăn một đĩa salad, rau bina với dâu tây. Rau bina có sắt không hem, trong khi dâu tây giàu vitamin C. Cả hai đều tốt cho sức khỏe khi ăn riêng. Nhưng khi kết hợp thì vitamin C thúc đẩy cơ thể hấp thụ nhiều sắt hơn từ rau bina. Chữa lành vết thương, vitamin C thúc đẩy sự phát triển của collagen, là một phần quan trọng trong quá trình chữa lành của cơ thể. Collagen là loại protein giúp làn da trong trẻ trung, chữa lành vết thương thông qua việc kích hoạt các tế bào viêm. Nếu cơ thể không đủ collagen, các động mạch có thể kém linh hoạt, dẫn đến xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ. Quả có muối, quả mọng như dâu tây, mâm xôi, việt quất với hương vị thơm ngon giàu vitamin C. Những loại thực phẩm này cung cấp chất chống oxy hóa, hỗ trợ chống lại tổn thương da do tia cực tím gây ra, thúc đẩy làn da khỏe mạnh. Nhiều loại kem dưỡng da có thành phần vitamin C mang lại nhiều lợi ích cho sắc đẹp. Chúng giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa, giảm quầng thâm dưới mắt, thậm chí tăng cường hiệu quả của kem chống nắng. Và sau đây là phần tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết thứ hai, 30 tháng 9 năm 2024, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 46 phút sáng và mặt trời lặn vào lúc 6 giờ 36 phút tối. Một số đám mây vào buổi sáng sẽ nhường chỗ cho bầu trời chủ yếu nắng vào buổi chiều. Nhiệt độ cao 78 độ F, gió tây nam thổi với tốc độ 5 đến 10 dặm một giờ, độ ẩm 66% và chỉ số UV cho thấy 7 trên 11. Vào ban đêm, trăng lên vào lúc 4 giờ 51 phút sáng và trăng lặn vào lúc 5 giờ 48 phút chiều. Bầu trời nhiều mây, dự kiến có sương mù và tầm nhìn giảm đôi khi. Nhiệt độ thấp 61 độ F, gió nhẹ và thay đổi. Độ ẩm 82% và chỉ số UV cho thấy 0 trên 11. Dự báo thời tiết này áp dụng cho các khu vực lân cận Fountain Valley, Huntington Beach, Westminster, Santa Ana và Garden Grove thuộc tiểu bang California. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin thời tiết ngày mai. Phạm Vinh và Triệu Ngân
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã vừa xem bản tin của Vinh Channel. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích, cho Vinh Channel xin một like và một subscribe. Nếu quý vị và các bạn chưa ghi danh với Vinh Channel, xin hãy ghi danh để mỗi khi có video mới của Vinh Channel, quý vị sẽ được thông báo sớm nhất. Xin chân thành cảm tạ quý vị và các bạn rất nhiều đã ủng hộ Vinh Channel.